Đây là phi vụ cuối cùng của tao. Nếu làm tốt, thù lao sẽ rất cao. Cậu Dũng được tôi thuê để bảo vệ cho con gái. Nhưng thật không ngờ, bấy lâu nay tôi luôn chờ đợi một tình yêu thật sự. Đây là thông tin phi vụ này. Nghe nói Kim bị bắt cóc, anh đi cứu Kim đúng không? Không biết mẹ. Dạ, ông nhỏ đó qua đây. Anh Dũng, gần lại đi, anh đã đi quá xa rồi. Tao muốn có một cuộc sống an nhàn như những người bình thường khác.